xin chào, xin chào nông dân, xin chào. Chương trình Nông dân xin chào xin gửi lời chào đến quý bà con. Chào những vụ mùa bội thu, chào những cơ hội mới. Chúng ta cùng nắm tay nhau đưa nông nghiệp Việt Nam vươn lên tầm cao mới. Nông dân xin chào, chào vận hội mới. Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân, cần lao sáng tạo đổi mới tiên phong. Xin chào, xin chào, xin chào, nông dân xin chào. Chào quý bà con, tôi đang có mặt tại cánh đồng của anh Thanh Minh ở Vĩnh Long. Bây giờ thì chúng ta cùng đi tham quan với anh Thanh Minh. Rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta phía trước. Xin mời. Với diện tích 8.000 m2 đất và sau nhiều lần thử nghiệm nhiều loại cây trồng khác nhau, nông dân Nguyễn Thanh Minh đã tìm ra giá trị của giống đậu bắp xanh và mang về gieo trồng. Với đặc tính nổi trội về năng suất cũng như ít sâu bệnh cùng nhiều điều kiện thuận lợi khác đã giúp anh có những bước chuyển mình. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người nông dân Nguyễn Thanh Minh ngay tại sân khấu của Nông dân xin chào. Nông dân Nguyễn Thanh Minh, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Một trong những người thành công mang giống đậu bắp xanh về Vĩnh Long. Nông dân sản xuất giỏi tỉnh Vĩnh Long năm 2017. Vũ Thành Vinh xin chào quý bà con. Chào nông dân Thanh Minh đến từ Vĩnh Long. Tục ngữ Việt Nam có câu là tậu trâu cưới vợ làm nhà. Cả ba việc ấy thật là khó thay. Đó là ba việc rất lớn và hệ trọng của người đàn ông thời xưa. Nếu chúng ta hiểu cái dụng ý của ông bà ta ngày xưa thì câu này vẫn có giá trị đến ngày hôm nay. Có thể nói là tậu trâu đó là khởi sự để xây dựng sự nghiệp. Thứ hai, lấy vợ là một cái bước người đàn ông trưởng thành để xây dựng một mái ấm cho mình. Và cuối cùng làm nhà chính là cái tổ ấm mà người đàn ông cần có trên con đường thành công. Cả ba việc hệ trọng đó không hề dễ một chút nào, nhưng nhân vật của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc. Xin giới thiệu anh nông dân Nguyễn Thanh Minh đến từ Bình Tân, Vĩnh Long. Dạ, xin chào quý bà con, cô bác ạ. Hiện nay anh đã xây dựng được cái mô hình trồng đậu bắp, ớt, rồi những gì nữa anh ạ? Cải, bồ ngó. Tại sao lại chọn đậu bắp xanh hay là ớt để trồng mà không phải là thứ khác ở trên cái mảnh đất Vĩnh Long? Thứ nhất là cái cây đậu bắp xanh này á, là cái hợp tác xã nó đã có giá bao tiêu ổn định. Nếu mình trồng những thứ khác, khi thì 10 ngàn mấy, khi 2-3 ngàn không chừng thì thu nhập không ổn định. Với người nông dân, cái gì mà thấy nó an toàn thì nên làm chứ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nói về cái người hơi phiêu lưu mạo hiểm một chút xíu thì cái này gọi là không hợp thời lắm. Đúng, nhưng mà nó chắc ăn. Thí dụ như một công thì mình hái được 2 tấn thôi thì là bán được 18 triệu. Dạ. Nhưng mà vốn chi phí mình chỉ có 5 triệu trở lại. Quá chắc chứ, đúng không? Thì chắc ăn. Nhiều lúc thì mình bảo là cái này sao an toàn quá, nhưng mà đôi khi với người nông dân sự an toàn lại đảm bảo cho đời sống của họ. Đúng. Ngoài cái sự an toàn nó còn lý do nào khác không? Cái khâu chăm sóc nó cũng dễ. Còn nếu mình trồng những cái thứ quá mạo hiểm thì chăm sóc cũng hơi khó, không phải thì bị lỗ. Nhiều nông dân khác cũng sẽ đồng ý, thứ nhất là nó an toàn. Dạ. Thứ hai nó dễ. Trong các loại cây mà anh trồng hiện nay tự tin cây nào? Thích nhất là cây đậu bắp. Vẫn là cây đậu bắp. Dạ, kế là cây bồ ngót. Bây giờ hiện tại là 8.000 m2 của tôi thì trong đó là tôi trồng bồ ngót là nó ăn lâu, vì bồ ngót là phải 2-3 năm. Còn cái cây đậu bắp thì nó chỉ mấy tháng rồi tàn, thì mình phải trồng thứ khác nhưng mà phải luân phiên. Theo khoa học, cái việc mà trồng luân phiên như vậy á, nó cũng lợi cho đất. Hiện nay thì anh có muốn là thay nhiều cái loại khác không? Có, lúc đó cũng có chuyển đổi qua khoai lang, làm cũng mấy năm cũng có ăn. Em nhớ là ở vùng Vĩnh Long có một cái chỗ trồng khoai lang. Dạ, rất nổi tiếng. Vùng trong xã Tân Thành. Thật ra suy xét cho kỹ thì mỗi một cái vùng đất thổ nhưỡng nó phù hợp với loại cây đó. Nên mình cũng không gán ép nó đâu mà. Đúng. Mình gán ép nó. Ở chỗ người ta làm thí dụ một công là bình quân là 60 tạ, mình đây ép được 40 tạ. Anh có nghĩ rằng đã đến lúc mình phải chủ động hơn trong cái việc mà tạo ra cái sản phẩm và nó có cái thị trường.
chứ bây giờ cái sự ổn định ngày nào đó nó sẽ không ổn định nữa. Mình phải nắm bắt thời cơ, mình phải nghiên cứu. Ví dụ như bây giờ trong cái vùng này hiện tại giờ ta trồng cái gì nhiều thì mình tránh đó đi, ta nó cung vượt cầu à. Trở về câu chuyện một chút xíu là hình như là hiện nay anh tham gia một cái hội nông dân đúng không anh? Vâng, hiện nay thì tôi cũng được bầu làm là chi hội trưởng của hội nông dân. Thì mình tham gia vô có giao lưu mỗi tháng họp hội, rồi mình bàn kỹ thuật khoa học, học hỏi lẫn nhau. Thì từ đó giúp đỡ làm ăn vươn lên. Vậy cuối cùng nó rất là hữu ích đúng không? Và nó mang lại rất là nhiều cái niềm vui đúng không? Dạ. Em có cảm giác anh là người rất muốn mọi sự nó ổn định? Dạ đúng. Có khi nào anh phiêu lưu một chút không? Có. Nó phiêu lưu nói ra ta cười. Thấy hành lúc đó nó bán là 1.8 triệu một tạ, là nó gần 80 triệu một công. Nhưng mà thấy thèm đúng không anh? Thấy thèm. Mình mua mình trồng. Dạ. Mình trồng suốt cái đầu nó tột tột. Và sau đó thì không mạo hiểm nữa. Dạ, không mạo hiểm. Mình làm chắc ăn. Chắc ăn. Nhưng mà vẫn phải có tham vọng và ước mơ cho kế hoạch sắp tới chứ hả? Kế hoạch sắp tới thì những cái mà mình làm được thì mình duy trì, rồi mình thấy những cái mà mặt hàng nào mà mới mà có cái dĩ vọng mà phát triển được thì mình thử. Cái này câu hỏi cuối cùng cũng là chắc là tâm tư nguyện vọng của rất nhiều người, đó là anh mong mỏi cho những người nông dân ở cái chi hội hay là ở khu vực của anh, hay là rộng hơn là của ngành nông nghiệp Việt Nam là gì ạ? Thứ nhất là tôi mong mỏi làm sao mà bà con nông dân mình làm sao mà giá cả nó ổn định, mặt hàng làm ra là phải tiêu thụ cho nó có giá chứ, để mà không có chỗ đầu tư, không có chỗ đầu ra. Khi mình sản xuất ra sản phẩm rất là cực khổ thì cái đầu ra của nó phải tốt. Cũng mong ước cho bà con mình làm ăn sao cho nó phát triển, cố gắng làm cho con ăn học là tới nơi tới chốn. Dạ, đó là những mơ ước rất bình dị. Dạ. Nhưng đó cũng là những mong mỏi của những người nông dân chân chất. Họ luôn luôn làm hết mình và mong muốn được là những sản phẩm của họ ra nó có giá trị đúng với mức lao động, để cho những người nông dân tiếp tục hăng say với ruộng đồng của mình. Đó là câu chuyện đầy nghĩa tình, một người nông dân rất chân chất, chỉ mong cho cuộc sống bình ổn, cho cuộc sống hạnh phúc và cho mọi người xung quanh mình cũng được hạnh phúc như mình. Xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của nông dân Thanh Minh trong chương trình Nông Dân Xin Chào. Nông dân xin chào. Thưa quý bà con, và đó là 15 năm gắn bó cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm trồng trọt đến những hộ gia đình khác. Và cái tên nông dân Nguyễn Thanh Minh đã vô cùng quen thuộc đối với tỉnh Vĩnh Long. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây trên sân khấu, Mỹ Ngọc xin được mời quý bà con nông dân cùng lắng nghe Ngày Xuân Vui Cưới qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Hồng. Và còn thú vị hơn nữa, chị sẽ cùng song ca ca khúc này với nhân vật chính của chương trình Nông Dân Xin Chào ngày hôm nay. Mai mốt tôi với anh mà về làm xuôi rồi đó, anh nhớ anh. Ôi vui quá xá bà con ơi. Ôi vui quá xá bà con ơi. Ôi vui quá xá là vui. À, anh Vinh ơi, anh Vinh, anh cảm nghĩ gì về ca khúc này khi mà có một cặp đôi ông xuôi bà xuôi trên sân khấu Nông Dân Xin Chào, quá dễ thương như vậy ạ? À? Một cái tiết mục mà nói lên tất cả những cái điều mà chương trình Nông Dân Xin Chào rất là mong muốn. Sau những ngày trên ruộng đồng đã vất vả nhiều rồi thì người nông dân xứng đáng được hưởng những cái niềm vui đó. Chú Thanh Minh ơi, nãy con có nghe chú hát là chuyện sách nhỏ nó xong rồi là đến chuyện tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi, là có thì không chú? Con thấy là chú hát câu đó hồ hởi lắm. Nói vậy chứ bà xã nhà là số 1 chứ đâu còn ai nữa. Xin hỏi bà xui Thu Hồng, khi lần đầu tiên đến với sân khấu Nông Dân Xin Chào được hát với ông xui chịu chơi như vậy, ca sĩ Thu Hồng cảm giác như thế nào ạ? À? Ngọn lửa đam mê và vui tính nhiệt tình của anh đốt cháy cho Thu Hồng thêm phần là phấn khởi. Với cái ca khúc vừa rồi của chú đã truyền thêm năng lượng cho con, cũng như anh Vinh, cũng như là những người đang xem chương trình Nông Dân Xin Chào. Và thưa quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình Nông Dân Xin Chào do Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng công ty truyền thông Than thực hiện. Chúng tôi là Nông Dân Xin Chào. Chào vẫn xin chào. Xin chào xin chào. Xin chào xin chào xin chào. Chúng tôi là nông dân yêu quê hương ruộng.